Một cái trường hợp mà mấy người già mặt mày tím tái rồi vết này vết nọ tùm lum đó, nó không có được toàn vẹn, nó rất là nhạt, nên đâm ra em trang điểm đẹp chút trong phần nào nó hay phần đó. Cái chiếc xe này nó gắn bó với anh là bao nhiêu năm rồi ha anh Nhật ha? Chiếc này là của Mạnh Thường Quân ở bên ở ngoài Bình Thuận á. Dạ. Mạnh Thường Quân ở ngoài Bình Thuận tặng cho em. Dạ. Rồi còn một chiếc 38 nữa là của Mạnh Thường Quân ở bên Gò Vấp tặng cho em. Ừ. Rồi một chiếc nữa. Dạ. Một chiếc nữa là em bán nhà em mua rồi. Rồi còn chiếc cũ nữa là nó hư lắm rồi. Dạ. Bây giờ em chỉ còn 3 chiếc em hoạt động mà, nên cái nhiều khi cái lượng mà xe mà phục vụ bà con nghèo em không đủ. Nhiều khi mà em hẹn mà nếu mà bà con nghèo mà chờ được thì chờ, chứ còn nếu bây giờ tài xế coi như là thua rồi á. Dạ. Như chiều nay là coi như tài xế đi đi hết rồi, ngày mai còn có một cái ca đi Quảng Hải và tài xế đi quay đầu là người mà trang điểm cho xác chết. Dạ. Đồ trang điểm hôm nay em không có mang. Dạ. Dạ. Là cái công việc mà trang điểm đó là anh đã làm song song với công việc này hay sao anh? Đồ trang điểm là em làm song song với cái công việc mà chở người mất với em lo luôn mày thấy. Dạ. Tại vì nhiều cái trường hợp mà mấy người già mặt mày tím tái rồi vết này vết nọ tùm lum á, nó không có được toàn vẹn, nó rất là nhạt, nên đâm ra em trang điểm đẹp chút trong phần nào nó hay phần đó, thì coi như cũng ấm lòng được cái người mà người nam hoặc người nữ ra đấy, thì mình cứ làm thôi. Về cái thần sắc thì của cái người mà mất thì nó rất là khác, và cái cách trang điểm của anh thì nó không bao giờ nó giống với những người mà trang điểm làm đẹp bình thường. Dạ đúng rồi. Tại vì cái người mà mất á, cái khuôn mặt đó, cái người nó rất là lạnh, thì mình cũng phải hỏi bây giờ cái người mất như thế nào, nó lạnh như vậy phấn nó sẽ không ăn hay sao. Rồi bắt đầu mình coi trên YouTube, mình coi cái vấn đề mà trang điểm cho người mất xong xuôi hết rồi, cái mình thử đánh mỏng rồi để thời gian khoảng một tiếng nó như thế nào, rồi bắt đầu mình dặm lại thêm nữa, bắt đầu mình rút ra cái mình lấy phấn lót nền của chị em phụ nữ mà bỏ đó. Dạ. Mình lấy mình quýnh lên rồi xong bắt đầu mình lấy phấn mình đưa lên thì nó sẽ được hồng hào và nó bền nó lâu. Đối với coi như nghề dạy kinh nghiệm mình hiểu được hơn. Đối với cái nghề trang điểm, đặc biệt là càng gần người hơn nữa so với những cái làm cái công tác mà mai táng. Dạ. Vậy thì đối với anh thì có tình huống nào ở trong đó mà anh cảm thấy mà nó gây trở ngại cho anh không? Dạ không, em thấy em vẫn trang điểm bình thường. Ừ. Coi như mình cứ coi đó như là người thân của mình đi. Dạ. Mình đừng có nghĩ người đó người lạ người gì. Bây giờ cho dù người sống hay người chết, mình cứ coi đó là người thân của mình thì tất cả mọi việc mình đều làm được hết, không có gì khó hết. Anh có thể chia sẻ cho em về cái lần đầu tiên mà anh trang điểm về cho cái một cái xác chết không? Em không hiểu luôn từ cái nguồn gốc từ đâu luôn á, tại vì em thấy em vô cái em bắt tay em làm bình thường. Em không hiểu lý do tại sao, coi như y như là một sự sắp đặt để mình làm. Bổn phận và trách nhiệm mình làm thôi. Chứ nhúng tay vô là coi như em cứ làm, em coi như mình làm y như là một cái cổ máy á đã cài hết sẵn và cứ thế mà bắt tay làm thôi, chứ mình không có một cái suy nghĩ gì hết. Anh thì có đâu có từng học qua một cái lớp trang điểm hay là một dạ cái lớp không. Nào tại công việc của anh là gắn với cái nghề này mà. Dạ không. Mình lên YouTube mình coi. Dạ. Mình coi mấy chị em dạy trang điểm rồi bắt đầu mình thử vô mặt mình, rồi xong mình chùi, mình lấy acetone mình chùi, rồi mình lau nước hoa hồng mình lau xong cái mình thử xong cái rồi bắt đầu mình áp dụng lên cái xác. Thì lần đầu tiên thì mình cũng hơi bỡ ngỡ, là tại vì mình chưa quen mình sợ xấu, nhưng mà chừng vài lần bắt đầu mình quen cứ coi như người thân của mình ấy. Đối với anh là khi mà trang điểm cho một cái xác chết thì nó khó khăn nhiều hơn so với phần những người mà trang điểm làm đẹp không? Cái người chết thì nó không cái mức độ mà nó tiếp
nó tiếp vô phấn nó không có, nó không có bằng cái người người sống, là tại vì người sống là cái hơi ấm nó bỏ ra thì nó còn hút được cái phấn, còn người chết là lúc đó nó lạnh rồi. Nó lạnh rồi thì cái vấn đề mà tiếp nó cái phấn để mà nó ăn á nó rất là khó. Thì rồi một phần nữa, phần thứ nhì nữa là cái độ lạnh á nó làm cho cái phấn bị mờ, thì mình phải đánh làm sao cho dày lên, rồi mình đánh làm sao cho nó sáng lên, nó không bị tối. Rồi nếu mà phụ nữ thì mình phải ngồi kẻ viền môi như thế nào, phụ nữ mà lớn tuổi thì mình phải tô son màu gì, rồi còn trẻ ví dụ 18, 19 thì mình tô son màu gì, rồi 40, 50 tuổi thì mình tô màu gì để cho nó hợp với cái khuôn mặt, rồi mình đánh làm sao cho nó hài hòa cái khuôn mặt. Ồ, vậy thì trong cái phần tâm linh em nghĩ nó phải nó cực kỳ mạnh, tại vì anh thì không học qua một cái lớp trang điểm làm đẹp nào, dạ, và rồi. Cũng không ai chỉ anh mà dạ. Tự nhiên bắt tay vô anh làm được luôn đến thời điểm này. Dạ đúng rồi. Bây giờ cứ làm gì mà người mình cứ coi đó như người thân mình đi. Mình làm từ tâm thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Mình đừng có suy nghĩ gì hết. Dạ. Rồi tự khác là làm được hết à. Xe mình thì anh đang chở ở bệnh viện cái này là em chở ở Nhi Đồng 2 vậy. Nhi Đồng 2 vậy. Dạ. Thôi thì cảm ơn anh. Bây giờ mình phải vô nhà Khang hay dạ, sao? Đúng dạ, dạ, dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn anh.